Xin chào anh chị nhé. Trước mặt anh chị là một con đường liên xã thuộc ấp Thạch Màn, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Anh chị đi thẳng từ đây ra khoảng chừng 500 mét nữa là mình gặp được một con đường liên huyện rất là lớn để thông ra DT753. Ra đường đó thì anh chị vẹo tay trái là mình ra được DT753, thì từ cái ngã ba đó ra DT753 thì khoảng 3 cây số chút nữa mình ra đó anh chị ha. Rồi vẹo tay phải thì anh chị lại về được đường liên tỉnh DT755. Rồi lại ra được Cầu Cứ, ra được Đồng Xoài, rồi là quốc lộ 14, đi Bù Đăng được, rất là nhiều đường để đi là ra đó. Thì chút nữa mình sẽ ra hướng đó để cho anh chị được hình dung anh chị nhá. Rồi con đường này là cũng là một con đường của nhà nước nhá. Người ta tuy nhiên hiện tại thì nó vẫn là con đường nhỏ, nhưng đường này lại bọc ra đường được cái đường liên huyện ở ngoài đó đó. Cái vườn cao su trước mặt anh chị này là con đường hai, hiển thị hai mặt đường này, mặt đường liên huyện và cái mặt đường liên xã đằng sau này. Tuy nhiên thì cái vườn này người ta không bán, thì cái con đường này là con đường nhánh, nó chạy bọc theo cái vườn nhà này rồi lại bọc ra đường liên huyện đó. Rồi anh chị đi thẳng hướng này, mình đi khoảng 3 cây số nữa là mình gặp đường DT. Đường DT anh chị ha, 755. Ra đường DT755 thì là ngoài đó là chính chị sẽ gặp một cái cầu sắt, là cầu sắt Suối Nhung. Anh chị quẹo phải thì mình ra được ngã ba Thạch Màn, DT753, về được Vĩnh Cửu Đồng Nai, về được Phú Giáo Bình Dương là anh chị quẹo tay trái. Còn anh chị quẹo tay phải thì mình đi 20 cây số nữa thì mình lại gặp được gặp được DT741, siêu thị, rồi chợ, trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước, quốc lộ 14 anh chị ha, là hướng này. Tuy nhiên thì ở đây nó cây cối nó vẫn còn nhiều, anh chị không thể hình dung được. Thì anh chị nào sau này mà lên đây á thì tôi sẽ tư vấn chi tiết hơn. Thì hôm nay tôi giới thiệu một cái miếng đất giá rất là tốt anh chị nhá, giá rất tốt. Nó cách DT753 khoảng chừng 3 cây số thôi. Mặt đường là 200 m, nằm giữa hai con đường, đó là con đường DT 755 là nó nằm bên này. Rồi con đường liên huyện thì như vừa tôi có chia sẻ tí nữa mình sẽ ra. Ngoài đó là một con đường liên huyện nữa. Miếng đất của anh chị tôi chuẩn bị giới thiệu là nằm giữa hai con đường đó. Là cái miếng đất tôi chuẩn bị giới thiệu là với anh chị là có cái diện tích là 9 hecta, 220 m mặt đường, là cái miếng cao su này. Đằng sau người ta trồng điều, anh chị nhá. Toàn bộ là trồng điều. Đằng sau 3,5 mẫu là trồng sau trồng điều. Còn lại là cao su anh chị nhá. Bây giờ mình ra đầu đất. Cái này nói đầu đất không đúng đâu, cái này là cuối đất. Tôi đang đứng ở đây là cuối đất anh chị nhá. Đó. Đó. Anh chị thấy không ạ? Đó. Cái ranh giới thì rất là dễ nhận biết anh chị ha. Từ đây ra DT753 như vừa tôi có chia sẻ khoảng 3 cây số. Về thành phố Đồng Xoài thì khoảng chừng 21-22 cây. Về thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng 130 cây số. Về Bình Dương thì hết khoảng 80 cây. Tôi nói 80 cây là tôi nói ở thành phố Thủ Dầu Một anh chị nhá. Còn về đến Phú Giáo Bình Dương thì không tới đâu. Đó, con đường này nó cứ đi thẳng này anh chị. Đây nha, chị ha. Đây. Đây là cái phần cuối đất. Từ cây điều này hất sang bên này. Là của nhà hàng xóm nhá, nhà ông vườn điều này nhá. Đó, còn từ bên này hất ra ngoài đường liên huyện. Cái vườn này nó có cái đầu của nó nằm ở mãi đường liên huyện ở ngoài ấy nhá. Thì là 220 m. Đó anh chị ha. Hôm nay tôi xin phép tôi quay ở phần cuối đất ra trước anh chị nhá. Ra ngoài đường liên huyện để cho anh chị được hình dung. Cái địa chỉ của cái đất này á, tôi nhắc lại nhá. Đất của anh chị đang xem đây, nó có 220 m mặt đường liên xã, nằm kẹp giữa hai con đường. Đó là đường liên huyện và đường liên tỉnh DT755 anh chị ha. Đường liên huyện ngoài này, còn quay lại đây á là đường liên tỉnh DT755 khoảng 3 cây số nữa. Diện tích là 9 hecta, giá bán là chỉ có 1 tỷ trên 1 hecta anh chị ha. Mà bà chủ này tôi đã trao đổi rồi. Cái bà chủ này là bà vẫn còn thương lượng anh chị nhá. Rất là gần, chưa tới ngã ba Thạch Màn đâu anh chị nhá. Ngay cái miếng đất này là đối diện văn phòng CVT Land Thạch Màn của chúng tôi. Đi thẳng vào đây khoảng 3 cây số nữa thôi. Đó, nghĩa là từ văn phòng đại diện của CVT Land á, đi vào đây là có 3 cây số. Thế là như vậy là cái khoảng cách nó rất là gần nha anh chị nhá. Rất là gần nhá. Rất là gần chứ không có xa đâu. Với cái giá này thì vẫn là tốt anh chị nhá. Đó, thì nó bao gồm cái vườn cao su này,
rồi vườn cao su kia, ở giữa này có con suối cạn nhá. Đây này, nhà nước người ta mới làm cống nhá. Đó, mới làm cống này anh chị nhá. À, tôi quay hết sức là chi tiết để cho anh chị được hình dung. Bây giờ tôi xin phép tôi chạy xe máy chạy từ đây ra ngoài đường liên huyện anh chị ha. Trên đất có một ngôi nhà. Ngôi nhà chút nữa tôi lên đỉnh dốc tôi quay cho anh chị xem. Bây giờ thì tôi xin phép tôi chạy xe máy anh chị ha. Rồi, mời anh chị cùng tôi đi lên đầu đất chị ha. Đất của miếng đất 9 hectare này nó nằm bên phải màn hình cũng như là bên tay phải của tôi anh chị nhé. 220m mặt đường, ấp Thạch Màn, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Cứ đi thẳng này ra là DT xin lỗi, đường liên huyện chị nhé. Đó chị ha. Ở trên đất có một ngôi nhà nhé, một ngôi nhà nhỏ anh chị ha. Tôi ghé vào nhà một chút rồi mình ra ngoài đường liên huyện sau chị nhá. Đó, đi thẳng này thôi. Đó, đến đây là bằng nhé, bằng nhé. Đó anh chị, tôi quay lại này, vừa tôi đứng là cuối đất này là chỗ đó anh chị ha. Đó, toàn bộ khu vực này đất rất là cao ráo nhá. Đó, đó, chạy xuống đường liên huyện nhé. Đó, đây vào giữa vườn này, dầm vào vườn một chút anh chị ha. Ở cao su này thì bà chủ bà nói là vườn bên này là một ngày là thu được một tạ 6, vườn bên kia là một ngày là thu được tạ 2, tạ 3 gì đó. Cái sản lượng của cao su rất là cao, cộng thêm 3,5 mẫu điều nữa, 3,5 mẫu điều nữa anh chị ha. Toàn bộ khu vực này là đấy, sang bên kia luôn nhá anh chị ha, sang bên đó luôn, bên đó thì 3,5 mẫu điều bên đó anh chị nhá. Đấy, ô tô xe tải vào tận nơi nhá. Cái đất này làm trang trại cũng được anh chị ha, gần điện ba pha, điện ba pha đầu đất đó. Điện ba pha đó đó, tí nữa xuống xem. Gần điện ba pha, cách xa dân cư thì cái này nó làm trang trại được này. Đất thì cái mặt cái địa hình này thì cải tạo rất là dễ thôi, không khó khăn gì đâu. Đó. Tuy nhiên thì anh chị nào muốn làm vườn thì cái miếng này cũng được, không vấn cái gì. À, bây giờ tôi ra đường liên huyện nhé. Đất của chúng ta đang xem đây là có 220m mặt đường liên xã đấu nối ra đường liên huyện và đường DT 755. À, con đường đất đỏ dưới đó là đường liên huyện anh chị ha. Tuy nhiên thì ở đây nhà nước người ta mỗi năm người ta làm một khúc nên chưa làm nhựa ra đến đây thôi, nhưng mà bên trong này là có nhựa hết rồi anh chị nhá. À, đến đây là đầu đất của cái miếng 9 hectare này. Tôi đậu xe đây cho nó mát cái đã. Rồi, đến đây là hết này. Đến đây là hết đất này. Nghĩa là đầu bên này cũng giáp là vườn điều của nhà hàng xóm. Còn đầu ở cuối đất cũng là giáp vườn điều của nhà hàng xóm anh chị ha. Đất mình có là vườn cao su. 220m mặt đường liên xã này là ngoài là vườn cao su. Ở bên trong là thêm 3,5 mẫu điều nữa anh chị nhá. Bây giờ mình xuống đường liên huyện này. Đường này đường liên huyện rất là lớn anh chị nhá, chứ đường này không phải đường nhỏ đâu. Anh chị này, anh chị nhìn này, điện ba pha này. Đó, ngay đầu đất của mình là điện ba pha rồi anh chị nhá. Từ đây ra anh chị đi hướng này này, đi 3 cây số nữa này. Anh chị đi 3 cây số nữa là mình đạp được đường DT 753 này. Đó, DT 753 anh chị ha. Để anh chị quay lại đây. Mình đi khoảng chừng 6 cây, năm sáu cây ấy. Đạp được DT 755 về quốc lộ 14, về Bù Đăng, về các tỉnh Tây Nguyên được anh chị ha. Rất là nhiều đường đi. Tôi đứng xem này, tôi quay lại một lần nữa nhá. Đó, đó là cái vườn cao su anh chị nhá. Bây giờ tôi quay lên đây. Đó. Rồi, bây giờ tôi một lần nữa tôi nhắc lại nhá. Đất của anh chị đang xem đây là thuộc ấp Thạch Màn, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Có diện tích là 9 hectare, mặt đường 220m. Giá bán thì chỉ có 1 tỷ trên 1 hectare thôi anh chị nhá. Cách văn phòng đại diện CVT Len Thạch Màn thì chỉ có 3 cây số anh chị nhá. Thì mọi thông tin
về cái miếng đất này. Anh chị liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918 645 130 anh chị nhé. Ngoài ra anh chị có thể truy cập vào website công ty chúng tôi là cvtland.com để lựa chọn tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như là mục đích sử dụng đất của mình anh chị nhé. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới từ công ty chúng tôi nhé. Xin cảm ơn.